Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Buổi sáng ngày nay mình tập cho mấy con Betsa với lại Chica của mình nhé các bạn. Thì mình vẫn còn một vài con Chica đang tập đấy các bạn. Tập xong ra trường đấy. Thì hôm nay mình có gửi đi vài con Si đã tốt nghiệp đấy các bạn. Thì còn vài con Si còn đang tốt nghiệp nữa. Các bạn nào cần Si tốt nghiệp thì cứ liên hệ với mình nha. Tốt nghiệp theo kiểu thả tự do qua tay và gọi cái xuống luôn đấy. Thì còn đây là những cái con Betsa của mình cũng phun lông các bạn, phun lông và gọi qua tay mầm rồi nha. Những con Betsa này thì cực kỳ dễ đi săn các bạn, về nhà thì đã quen nó một vài ngày để bắt đầu tập đi săn được rồi nha. Ok, bây giờ mình sẽ gọi cho nó qua tay cho các bạn coi nha. Ấn nhiếc của nhà mình đây các bạn nha. Betsa chưa cần đưa mồi nó đã bay đến đây các bạn này. Đây Betsa. Dạ, bây giờ mình sẽ lấy mồi và nhử nó xuống nha các bạn nha. Dạ. Betsa qua tay cũng khá là xa đấy các bạn, được tầm 5-7 mét rồi. Loại này thì máu chó lắm. Những con này thì mình nuôi. Đấy các bạn thấy không? Chưa kịp đưa lên găng là đã bay tới rồi. Những con này thì cực kỳ hung, cho nên là lần nào mà mua thì về nhanh được săn lắm. Những con này mình nuôi lâu rồi, cho nên là mình nuôi lâu để mà bán gần như bằng giá với người ta mới bắt trên tổ về các bạn. Đấy, cho nên là nhiều bạn nào mà mua con chim có mấy trăm ngàn mà cứ đòi bớt trăm với lại bao ship là cái đấy thì thực sự với bạn là làm khó cho mình á. Bởi vì mình nuôi những con này, nuôi được như thế này đã tốn biết bao nhiêu là tiền cút các thứ rồi các bạn, công chăm sóc rồi tiền cút mà lời lãi chả đáng bao nhiêu. Đấy. Thì những cái dòng này thì về cái thì các bạn có thể chơi được luôn, rất là đơn giản, nhanh được chơi nhá. Để nuôi được một con bé qua tay như thế này thì cũng phải cần có thời gian và nuôi từ nhỏ nó mới dạn như vậy các bạn. Những con này thì mình bán với giá là 800k cho các bạn về chơi tập săn sẻ, săn cu nha các bạn nha. Đấy, còn vài con ấn đây các bạn. Sáng nay ăn no thì bắt đầu thả nó đi non quăng rồi chơi. Mình gọi mấy con Si xuống nè. Đấy, mấy con mà nó cứ công mồi đi là nó tại nhà mình nuôi nhiều chim, bắt đầu nó giành nhau, bắt đầu nó khiếp con khác nó giành mất. Vừa nãy mình cho sáng rồi mình cho 3-4 con ra ngoài mà giờ nó đi đâu hết thì các bạn, nó đi đâu hết, còn mỗi 2 con ở nhà quanh nhà thôi. Mấy con kia tí nữa chắc là đói là mò về thôi. Đứng đi những ngọn cây này nó không có thế để nó bay xuống. Mấy con này thì bay cực khỏe đấy các bạn. Con thả tự do bay vào mùa sống như này bay tự do và thả tự do qua tay các kiểu này thì mình bán với giá là 1 triệu nha các bạn nhé. Bạn nào cần thì cứ liên hệ với mình. Những cái dòng như thế thì mình chỉ còn có vài con thôi các bạn. Bét kìa các bạn kìa.
Bé nó muốn qua tay lắm rồi. Các bạn thấy không? Bé nó xung cỡ đấy các bạn. À, dòng bét và si thì nhanh được tập hơn là dòng ưng ấn các bạn ạ. À, rất là nhiều bác ấy mua ưng ấn và cứ bảo nuôi để tập qua tay rồi vồ mồi sóng giúp cho các bác đó, nhưng mà thực sự các bạn ấn rất là lâu được tập. Như con ấn mà tập xong thì coi như là đi săn luôn. Mà ấn mà đi săn được thì giá nó gấp 2 gấp 3 lần bình thường các bạn. Cho nên là mình không có dám nhận nhá. Con này qua tay kinh khủng luôn. Xuống đây rồi thì ăn sau. Si đấy các bạn, si này mình nuôi khá là bé. Lúc nuôi nó còn bé tí các bạn. Mất rất là nhiều công sức để nuôi được một con si như này nha các bạn nhá. Chứ không phải bắt mấy con già tổ về mấy ngày bán 400-500 nghìn đâu. Mấy con này thì để mà đứng như này thì cả một vấn đề lớn đấy các bạn. Si sung hơn là Sika các bạn ạ, bét ra còn sung hơn Sika. Qua tay thoải mái mọi địa hình. Mấy con này thì mình hay thả loanh quanh ở nhà nó quen đấy các bạn. Bét thì có năm nào bét nó rẻ vậy đâu. Bét tập tành rồi mà có mấy trăm ngàn, 800 ngàn. Bán đang sợ lỗ đấy các bạn này. Bán mấy con chim này thì năm nay anh em cạnh tranh ghê quá. Chim mình toàn có mua về sau đó nuôi thuần các thứ bắt đầu mới bán. Và rất là nhiều anh em không hiểu này, cứ đòi mua với cái giá mà người ta mua về, người ta bắt trên tổ về nó còn nhát, chưa thuần đến nào mà đòi mua bằng cái giá đó thì thực sự là rất là khó. Mà đòi mua bằng giá lại còn bao ship rồi bớt 100 ngàn thì nữa thì chịu rồi. Cho nên là nhiều anh em phải thông cảm vậy. Này nó cứ ngồi trong ghế đá nó không chịu xuống. Mày gọi ra đây cho nó ăn miếng để cho nó tỉnh người đã. Bét và si qua tay rất là tốt rồi nha các bạn nha. Vâng đấy không, mấy con bét qua tay mọi địa hình đấy nhá. Các bạn nào mà cần các cái dòng bét như vậy thì cứ liên hệ mình. Chim mình nuôi nó cũng lạn người các thứ lắm thôi. Cho nên là đi săn hoàn toàn yên tâm nha các bạn nhá.
MC này sung quá rồi. Con này thì mình chưa vào bồi sống cho nó các bạn. Bữa nào rảnh rảnh vào mồi sống cho các bạn coi. Ok, clip này hôm nay thì mình tập tới đây thôi nha bạn nhá. Và nào mà cần Betra với lại Sika qua tay tự do bọn địa hình thì cứ liên hệ với mình nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.